Các bạn thân mến, các dòng robot của Mỹ xịn bao giờ cũng đem lại sự hưng phấn nhất định đối với người chơi audio. Thứ nhất, ta có thể sử dụng để nghe nhạc chuyên nghiệp với âm thanh tinh tế khắt khe của dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta lại có thể hát karaoke, cho nên gọi nó là dòng loa 2 trong 1. Những dòng loa bốt những năm gần đây được anh em rất yêu thích. Ở chương trình hôm nay tôi test một cấu hình cho một bạn khách ở Lạng Sơn. Cấu hình này gồm có ở bên tay phải đó là loa siêu trầm CAVS. Đây là loa siêu trầm bass 30 đánh úp gầm. Cặp loa này là Bose 301 Series 3. Và đối với những cặp loa Bose 301 Series 3, tôi có cả màu vàng, màu đen, luôn luôn bán cho các bạn mức rẻ nhất miền Bắc. Tất cả các sản phẩm bán cho các bạn không zin, không xịn, không lấy tiền. Những cặp 301 Series 3 màu đen để cho các bạn giá 12.8, màu vàng này để cho các bạn giá 15.5. Ngày hôm nay tôi đã gửi một cặp màu vàng cho bác khách ở thành phố Vinh, Nghệ An. Các bạn nhìn thấy kết hợp với cặp 301 Series 3 này là đẩy Crown 402 hàng bãi Mỹ xịn. Đấy. Và các bạn nhìn thấy một chiếc vang, đó là vang neck. Và ở trên là một bộ mic không dây, một đầu thu hai tai mic của CAVS, đó là mic CAVS T4i. Các bạn thân mến, bộ mic này thì có giá 2.800.000 đồng một đầu thu hai tai mic, thì các bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Tôi đang còn rất là nhiều hàng, trông thấy rất là trong, lát nữa thì tôi test thử các bạn sẽ thấy. Và tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần, hiện nay thì ngoài kênh chính là kênh Cương Audio, tôi có thêm một kênh nữa là kênh Âm Thanh Vàng, tức là tôi có thêm kênh YouTube Âm Thanh Vàng. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng để thưởng thức những bản test hay về các dòng loa karaoke, những bản test rất đầy đủ, và tôi hướng dẫn các bạn rất nhiều các mẹo cấu nối phối ghép. Đấy, đây là con súp của CAVS. Thì các bạn muốn bass nó đánh mạnh thì các bạn đẩy nó xuống cái nút pha này này, các bạn để về không. Còn các bạn muốn tiếng bass êm thì ta bật nó về vị trí 180 độ. Đấy. Cắt pha to nhỏ. Dùng nguồn điện 220 rất là tiện cho các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ nghêu ngao thử vài câu xem chất âm của cấu hình này như thế nào. Để ý vào âm thanh rất là trong trẻo, tiếng mic tức là giọng ra rất là dày. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng mang theo nhánh an rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố thường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng xinh, lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của ai. Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vàng, thấy nhanh lan rừng là bóng xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan, nhưng lúc tiếng súng đã tạm yên, nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng.
biên giới anh sẽ tặng người thân. Ánh mắt nụ cười qua tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ như hoa kia vẫn nở bên nhánh An Dương. Chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vang, thấy nhanh lan rừng là bóng xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan, nhưng lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát. Lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân. Ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước vẫn nở bên nhánh lan rừng.